Thưa quý vị và các bạn, theo nhu cầu của thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, sức mua thường tăng cao hơn so với bình thường. Để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, giữ bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu cho người dân mua sắm dịp Tết, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo kế hoạch, thời gian bình ổn sẽ từ ngày 30 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 2 năm 2023. Nhóm mặt hàng tập trung bình ổn dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gồm lương thực như gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước, thực phẩm gồm các loại thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, dầu ăn, đường, bột ngọt và các loại thực phẩm chế biến, rau củ quả, nhiên liệu. Theo một số người dân, tới thời điểm này, giá cả hàng hóa vẫn bình thường, không có gì biến động, lượng hàng hóa cũng phong phú nên rất dễ lựa chọn. Cùng với đó, các mặt hàng phục vụ Tết được bình ổn, người dân rất yên tâm. Khi tôi đi mua hàng siêu thị thì tôi điều quan tâm nhất là tôi quan tâm đến là nhãn mác của sản phẩm, thứ hai là xuất xứ và thứ ba là ngày sản xuất và hạn sử dụng, cùng giống như là cái nơi trưng bày và bảo quản của cái sản phẩm đó. Thì những cái đó nó sẽ nằm trong những cái đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hiện nay thì ở bên ngoài thì cũng có những cái thông tin gọi là nhiều luồng, đó là có những sản phẩm hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. Thì mỗi lần tôi đi siêu thị thì tôi cảm thấy cái độ tin tưởng và cái độ hài lòng của bản thân mình thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nên khi mà vào lựa chọn ở trong siêu thị thì tôi cảm thấy cái độ hài lòng và cái độ tin tưởng của tôi là nó sẽ an toàn hơn. Là một người phụ nữ trong gia đình thì tôi rất là gọi là đánh giá cao những cái sản phẩm vừa tươi, ngon, bổ, rẻ, và đặc biệt thì cũng như những cái phụ nữ khác thì rất là lo ngại về cái dịp Tết này, thì là về chất lượng cũng như là về giá cả. Thì ở bên ngoài, so với ở bên ngoài thì giá cả tăng vụt rất là nhiều, và rất là may thì tôi thường hay đi siêu thị, đặc biệt là siêu thị Co.opmart thì họ có chương trình bình ổn giá do là ở bên chỗ nhà nước họ hỗ trợ đấy, thì làm cho chúng tôi cảm giác rất là gọi là an lòng khi mà yên tâm khi mà thời vụ Tết như thế này thì giá cả có thể là bình ổn cho bà con khi là mua, đặc biệt là tới mua cà phê rồi này thì cuối mua họ mới có tiền, thì tới mua mà có tiền thôi thì cũng không sợ bị giá cao quá. Hiện nay, ngoài việc bình ổn giá, ngành chức năng của tỉnh cũng đã tăng cường các hoạt động kiểm tra thị trường nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Riêng lực lượng quản lý thị trường Đắk Lắk cũng đã ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận trong thương mại. Thị trường đã xây dựng các kế hoạch, triển khai công tác đảm bảo ổn định thị trường, đảm bảo cung cầu, đủ nguồn cung cấp hàng hóa trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, nhất là kiểm tra trong lĩnh vực giá, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bán hàng không niêm yết giá hoặc bán hàng tăng giá bất hợp lý. Thì Cục Quản lý Thị trường cũng đã chỉ đạo cho các đội quản lý thị trường tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện để tiến hành kiểm tra, nắm bắt cái tình hình hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành, đặc biệt là phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh, tăng cường các kiểm tra, kiểm soát hàng nhái, hàng giả trong dịp trước, trong, sau Tết, và tăng cường với Sở Y tế là kiểm tra đảm bảo các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong, sau Tết, những cái mặt hàng mà liên quan đến thực phẩm. Thì phải nói rằng là công tác phối hợp ở đây chúng tôi thì cũng triển khai, ngoài là các cái lực lượng như Sở Y tế, Quản lý Thị trường, các ngành liên quan, thì chúng tôi cũng đã có văn bản phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chung tay có trách nhiệm về các công tác bình ổn thị trường trên địa bàn trước, trong, sau Tết Quý Mão này. Đắk Lắk hiện có 3 trung tâm thương mại, 8 siêu thị, hơn 60 cửa hàng tiện lợi và 149 chợ. Đã có 10 doanh nghiệp lớn xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng tiêu dùng, nhiên liệu với khoảng gần 425 tỷ đồng, đáp ứng hơn 23% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cho thấy cơ bản thực hiện đúng quy định. Trong quá trình nhập hàng với lấy hàng thì cũng có cửa hàng có quan tâm đến nguồn gốc hàng hóa cũng như các công bố về sản phẩm. Thì các anh chị cũng có hướng dẫn là lấy hàng như thế nào và trưng bày trên hàng trên kệ, cũng quan tâm đến nguồn gốc rồi quan tâm đến ngày sản xuất, hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm trước khi mà mình bán hàng. Rồi cho nhân viên xếp hàng lên kệ. Toàn bộ những hàng là em nhập qua nhà phân phối, tôi nhập qua nhà phân phối và có hóa đơn, có nhãn mác, bao bì đầy đủ và cũng có giám sát. Nếu hàng hóa có vấn đề gì á thì cửa hàng sẽ hỗ trợ người mua hàng, sẽ liên hệ trực tiếp với công ty và công ty sẽ cử người trực tiếp xuống giải quyết các vấn đề về hàng hóa nếu hàng hóa có lỗi. Với lượng hàng hóa hàng Việt tại siêu thị Cấm Mắc lên đến hơn 90%. Và các cái nguồn hàng thực phẩm tươi sống thì ngoài cái nhập hàng tại địa phương thì có những cái nhà cung cấp của trong hệ thống của Sài Gòn Co.op với cái chất lượng hàng hóa là luôn duy trì đảm bảo và được kiểm soát cái chất lượng hàng hóa thường xuyên để đảm bảo về chất lượng hàng hóa trong quá trình kinh doanh cũng như là đảm bảo cái an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Đơn vị rất chú trọng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng hàng hóa, đảm bảo cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để cho người tiêu dùng yên tâm trong quá trình mua sắm tại siêu thị. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa trên thị trường đã được các đơn vị chuẩn bị một cách đầy đủ. Cùng với sự kiểm soát chặt chẽ của ngành chức năng, hy vọng người dân sẽ được cung cấp những mặt hàng phù hợp với nhu cầu và giá cả ổn định, chất lượng đảm bảo, không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.